dịch bệnh thì hết rồi, mà cứ vắng khách mãi thế này thì bao giờ mới thu hồi được vốn đây? Mẹ nghe đây. Alo mẹ à? Con đây. Mẹ đây. Mẹ ơi, hôm nay con đi làm vội quá, con đâm xe vào người ta. Ôi trời ơi, thế con có làm sao không? Thì con không sao, nhưng mà người ta bắt đèn, mẹ cho con nói chuyện với bố với ạ. Anh ơi, con nó gặp tai nạn, muốn đang nói chuyện với anh như này. Alo. Con đây. Bố ơi, bố, sáng nay con đi làm vội quá, con đâm vào xe người ta. Cái người có làm sao không? Con thì con không sao, nhưng mà người ta bắt đèn, bố đến giải quyết giúp con với. Không sao là may rồi, thế nhá. Anh, thế đến chỗ con à? Kệ nó, việc của nó thì tự nó giải quyết chứ lì. Ôi giời ơi, con nó gặp tai nạn, mà anh không đến chỗ nó. Này, mình có mỗi một thằng con trai thôi đấy, nếu nó làm sao ấy thì sau này em ấy ân hận đấy. Đã bảo là vụ tai nạn nó chỉ ba quẹt nhẹ thôi, người nó không làm sao cả, để nó tự lo, tự giải quyết chứ. Cứ leo đeo theo nó thì đến bao giờ nó mới trưởng thành được. Nhưng mà em lo lắm. Em chỉ sợ nhớ người ta đánh nó thì làm sao. Hay nhỉ. Va quệt bình thường sao để người ta đánh. Để người ta đánh thì quá kém. Chiến 1 triệu, Hưng già 2 triệu. Này, tôi mất cả tiếng đồng hồ ở đây với cậu rồi đấy. Dạ, em vừa gọi cho bố em rồi. Chắc bố em đang đến anh ạ. Anh chờ một chút để cho em gọi lại một cuộc nữa thôi ạ. Cậu gọi hàng chục cuộc rồi, có anh em máy đâu. Anh ơi, cho em xin một cuộc thôi ạ. Tôi không nghe cậu trình bày, cậu giải quyết nhanh tôi còn đi. Không tôi gọi cảnh sát là rắc rối to cho cậu đấy. Ôi, anh ơi, rồi. Anh cho em xin đúng một cuộc nữa thôi ạ. Thôi nhanh đi. Có anh em máy đâu. Bây giờ cậu định thế nào? Dạ... Bố, hôm nay con gặp tai nạn, sao bố không đến giúp con? Thì con, sao con lại nói như thế với bố? Bà vào nấu cơm đi, để bố con tôi nói chuyện với nhau. Nào, bình tĩnh, ngồi xuống đi con. Kể lại chuyện cho bố nghe xem nào. Bố có biết ngày hôm nay con khốn khổ như thế nào không? Mà sao bố vô tâm thế? Con có phải là con của bố nữa không? Tất nhiên con vẫn là con của bố. Hôm nay con đã xử lý việc như thế nào? Lúc đấy con phải xin anh ta gãy cả lưỡi, đền cho ông ta cả gần vài triệu, mãi ông ta mới cho con đi. Mà sao con gọi mãi bố mẹ không đến? Bố thì cũng rất muốn đến chỗ con ngay, thế nhưng mà đang cái lúc đó thì lại gặp một cái việc rất là hóc búa và phức tạp, thành thử là phải chờ một người đến để giải quyết, cho nên bố không thể nào đến chỗ con được. Bố thì có việc gì quan trọng hơn là con? Việc kinh doanh của bố mẹ chẳng dính dáng gì đến pháp luật thì bố mẹ lo cái gì? Con cứ nói thế, việc của bố cũng rất quan trọng, không kém gì việc của con, cho nên bố phải chờ một người. Bố chờ ai ạ? Con biết là ai không? Bố chờ ai? Ông nội của con ấy. Bố nói kiểu gì? Ông nội mất gần cả chục năm nay rồi. Đấy, vấn đề nó nằm ở chỗ đó đấy. Con đã hiểu chưa? Thì ra bố đợi là muốn nhìn thấy con trưởng thành hơn, có phải không ạ? Đúng thế. Người không sao là quan trọng nhất. Vẫn cảm ơn bố.